Giải mã câu chuyện rắn thật báo án ở xứ xoài. Trong một lần đi săn mồi, rắn chồng bị chém chết, rắn vợ may mắn thoát nạn, nhưng không lâu sau cũng bị hun khói mà chết. Đôi vợ chồng nhà rắn uất hận kéo nhau trở về báo án, gây lên một loạt cái chết thương tâm. Thực hư chuyện rắn thần báo án như thế nào, có hay không? Câu chuyện về người làm vườn chém chết rắn thần luôn là đề tài hot của không chỉ ở xóm xoài, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, mà người dân ở khu vực lân cận cũng xôn xao. Cuối thôn xoài, ông Trần Ngọc Thu, 54 tuổi, quyết định xây trang trại chăn nuôi gà. Được một thời gian, số lượng đàn gà hao hụt một cách khó hiểu. Cứ 2-3 đêm, ông Thu vẫn nghe văng vẳng tiếng gà kêu quang quáng. Nghe tiếng động lạ, ông Thu cầm đèn pin chạy ra kiểm tra, nhưng chẳng phát hiện được gì. Những điều kỳ lạ là cứ đến gần sáng sớm, cho gà ăn, ông nhầm đến lại, lại thiếu mất gần một chục con. Suốt mấy đêm liền, ông Thu thức trắng mai phục, hòng bắt cho bằng được thủ phạm, nhưng không thấy động tĩnh gì. Nhưng đúng vào đêm trăng tròn thì bắt được quả tang sát thủ giết gà hàng loạt. Chính là một con rắn có hình thù rất quái dị, thân hình đen láy, to bằng cổ chân người. Ông Thu lấy thanh rựa dài chuẩn bị sẵn từ trước, đánh liên tiếp vào đầu và thân con rắn. Con rắn bị đánh gần chết thì ông nghe tiếng lá cây va vào nhau phát ra tiếng kêu lạ. Ông Thu quay lại thì thấy con rắn giống như con vừa bị đánh chết, nhưng nhỏ hơn, đang trườn qua đám lá cây khô cạnh chuồng gà. Ông liền cầm rựa rượt theo. Do cây cối rậm rạp nên con rắn nhỏ đã trốn mất. Việc ông Thu đập chết con rắn to chuyên bắt gà đã truyền khắp làng. Ban đầu một hai người đến xem, rồi dần già già trẻ, gái trai trong làng kéo đến chặt kín cả trang trại nuôi gà. Chuyện này xưa nay rất hiếm, mà việc rắn thần bị đánh chết thường mang đến điểm dữ cho làng, nên làm lễ tạ tội rồi đem chôn cất tử tế, kẻo mang họa vào thân. Bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, đám trai làng rủ ông Thu đem rắn ra làm thịt và lai rai vài ly. Buổi tiệc hôm đó có sự hiện diện của ngũ hổ tướng, gồm ông Thu, Trần Hữu Sơn, Nguyễn Văn Xanh, Trần Hữu Thao và một người tên Việt. Nhiều người lắc đầu ngao ngán, tụi bay nhậu cho nắm vào, coi chừng rắn báo án. Sau khi ăn thịt rắn không lâu, tai họa ập xuống đầu những người này. Người thứ nhất ra đi chính là người ra tay sát hại rắn thần sau bữa nhậu ăn thịt rắn. Ông Thu tự nhiên thấy chóng mặt, miệng nôn ra máu nhiều lần. Gia đình đã tức tốc đưa ông Thu xuống bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Sau đó ông Thu đột nhiên mất tích. Chưa hết bàng hoàng thì hai hôm sau, gia đình nhận được hung tin xác ông Thu trôi nổi trên một nhánh sông ở Quảng Nam, cách bệnh viện gần 50 km. Không lâu sau đó, ông Trần Hữu Sơn, 57 tuổi, ngụ tại thôn 5, xã Hòa Khương, một trong những khách mời buổi tiệc rắn, cũng qua đời một cách bất bình thường. Hôm đó là ngày rằm tháng 7, khoảng chập tối, ông Sơn đi xe đạp về nhà báo hiếu mẹ ở xóm dưới. Trên đường đi, khi đi ngang qua cánh đồng ruộng, ông Sơn đã bị té ngã, mặt úp xuống ruộng lúa. Khi dân làng phát hiện thì thi thể ông Sơn đã lạnh ngắt. Kế tiếp là anh Trần Hữu Thao, 42 tuổi, trú tại thôn 5, xã Hòa Khương, cháu gọi ông Sơn bằng chú ruột. Trước khi ăn thịt rắn, anh Thao là một công nhân khỏe mạnh đang làm việc tại một phân xưởng cơ khí tại địa phương. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau thời gian ăn thịt rắn, anh cũng bỗng dưng đổ bệnh, nằm liệt giường. Gia đình đưa anh đi cấp cứu và chữa bệnh ở nhiều nơi, thậm chí cả mời thầy cúng về giải hạn cũng không thuyên giảm được. Gần 2 tháng thì anh Thao qua đời. Hai người còn lại trong buổi tiệc rắn là anh Xanh và anh Việt cũng tự nhiên đổ bệnh, đi bệnh viện nhiều lần, nhưng bệnh tình cứ ngày một nặng hơn. Không những người ăn thịt rắn bị báo ứng, mà những người xung quanh cũng bị vạ lây. Nhiều người đang khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh, không ít người chết mà chẳng rõ nguyên nhân. Ly kỳ nhất là chuyện Lê Thị H, 45 tuổi, lúc đang hái rau ngoài ruộng bỗng dưng lên cơn điên loạn dãy ruộng. Khi được phát hiện đưa vào nhà thì thấy chị mê man bất tỉnh. Nhiều cái chết thương tâm xảy ra liên tiếp, cộng thêm những lời đồn đoán về câu chuyện rắn thần báo án, khiến người dân thôn năm hết sức hoang mang. Nhân chứng sống giải mã định mệnh, họp nhân dân khẩn cấp phá dỡ miếu thờ thần rắn. Ông Nguyễn Văn Vân, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hòa Khương cho biết,
Sau khi sự việc lộ ra, một số đối tượng xấu đã vin vào cái chết của một số người dân trong làng, rồi dựng lên câu chuyện hoang đường rắn thần báo oán nhằm lôi kéo mọi người quyên góp công đức xây dựng miếu thờ thần rắn. Khi được báo cáo tình hình, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành tháo dỡ ngôi miếu đang xây dựng trái phép, xử phạt hành chính đối tượng cầm đầu. Đối tượng liên quan cũng bị mời lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để đấu tranh làm rõ. Đồng thời chúng tôi cũng tổ chức họp dân để tuyên truyền giải thích rõ việc rắn thần trả thù là không có cơ sở, tuyệt đối không để các đối tượng xấu lôi kéo trục lợi người dân. Phóng viên báo Đời Sống Pháp Luật đã đến xóm xoài gặp gỡ với chính những người liên quan đến lời đồn thổi trên. Khác với lời đồn đại là đã làm liệt giường sau khi ăn thịt rắn thần, anh Nguyễn Văn Xanh, một trong hai người còn lại trong vụ ăn thịt rắn thần, năm xưa vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường và lo việc đồng áng cho bà con trong làng. Nhắc đến những người bạn của mình nhâm nhi thịt rắn năm xưa, anh Xanh ngậm ngùi thương tiếc. Tội nghiệp họ đều chết trẻ, lại chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù thừa nhận nguyên nhân cái chết của họ có phần kỳ lạ, nhưng anh Xanh vẫn quả quyết họ chết không phải do rắn thần gì đâu, mà vì bệnh tật hoặc tai nạn cả thôi. Về trường hợp ông Thu, anh Xanh cho biết trước thời gian ăn thịt rắn, ông Thu có tiền sử bệnh tâm thần. Có thể vào khoảng thời gian đó nghe câu chuyện rắn thần và lo sợ vì chính mình đã ăn thịt rắn thần nên ông Thu suy nghĩ nhiều, khiến bệnh bị tái phát. Chính vì thế sau khi vào bệnh viện, ông Thu đã bỏ trốn rồi đi lang thang vào khu vực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Có người nhìn thấy anh cởi quần áo lội xuống sông tắm rồi bị nước cuốn mà không cứu kịp. Tìm đến nhà anh Trần Hữu Sơn, gia đình cho biết hôm đó anh Sơn có đi nhậu với mấy người bạn ở xóm trên về. Trong người sẵn có hơi men nên lúc đi qua đồng trống bị trúng gió ngã xuống ao chết, chứ chẳng có rắn nào báo thù cả. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hòa, trưởng công an xã Hòa Khương cho biết chuyện người dân ăn thịt rắn bị báo ứng là hoàn toàn bịa đặt. Vào dịp rằm tháng 7 năm ngoái, một số đối tượng xấu bên ngoài đã dựng lên một câu chuyện rắn thần để mưu đồ trục lợi cá nhân, hành nghề mê tín dị đoan, gây lên mất an ninh trật tự trên địa phương, bị chính quyền công an xử lý. Ông Hòa còn cho biết thêm, ở xóm xoài và các thôn lân cận chạy dọc theo tuyến đường quốc lộ 14B nằm ngay dưới chân núi Hố Châm, hiện đang là khu vực sinh sống của khá nhiều loài rắn. Dân cư thưa thớt nên chuyện rắn bò vào gần khu dân cư bắt gà vịt cũng là điều dễ hiểu. Một số người của thôn Lâm sau khi tham gia làm thịt và ăn rắn đã chết là sự có thật, nhưng những cái chết đó do tai nạn hoặc do mắc bệnh từ trước. Cụ thể ông Thu và anh Sơn đều chết do tai nạn, còn anh Trần Hữu Thông chết do bị ung thư. Bà Trần Thị Hát, người bị đồn là do rắn thần bức tử ngoài chết, kỳ thực có tiền sử bệnh động kinh và bệnh tim bẩm sinh, nên cơn động kinh rồi tử vong có thể do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà người dân tin vào câu chuyện ly kỳ như trên. Nói rắn thần báo oán là không có cơ sở. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại trên những video tiếp theo và hãy nhớ bấm nút đăng ký tại đây để không bỏ lỡ những video hay nhất trên kênh của chúng tôi.